Sáng ngày 26 tháng 4, tại trường tiểu học thị trấn Mường Kến, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp tổ chức chương trình phát động phong trào mặc áo dài truyền thống hoặc trang phục dân tộc vào ngày thứ hai hàng tuần và quyên góp áo dài tặng hội viên phụ nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với dân tộc Việt, tà áo dài thướt tha đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Áo dài không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn di sản văn hóa truyền thống mà còn lan tỏa tình yêu áo dài Việt trong các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nói chung và tầng lớp phụ nữ huyện Tân Lạc nói riêng. Nhằm giúp cho hội viên phụ nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được khoác trong mình chiếc áo dài duyên dáng, thướt tha đã là biểu tượng đẹp của văn hóa Việt Nam. Tại buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo ở các ban ngành, đoàn thể của huyện, đại diện ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn, cán bộ giáo viên trường tiểu học thị trấn Mường Khến đã quyên góp được 137 bộ áo dài đủ màu sắc và trên 3 triệu đồng chuyển tới hội viên phụ nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tôn vinh giá trị của áo dài, một biểu tượng của vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội hiện đại.